Chào cả nhà, hôm nay Nhi mới vừa may xong một mẫu nữa nè cả nhà. Mẫu này là áo dây nha, áo dây cổ là cổ Nhi Nhi chiếc Ben đó, chữ N là thương hiệu của Nhi đó nha. Đây nghe cả nhà, đây chữ N nè, chữ N rất là đẹp. Ở đây là có ship ly nha cả nhà, đây có ship ly, ở đây cũng có ship ly luôn, tầm giữa còn bên đây luôn nha. Ở đây cái cổ nè, cổ như chị dích dắt luôn nha cả nhà. Đây qua nách, nách cũng chạy dích chắc luôn. Đó, sọc rồi cả nhà thấy không? Sọc, ngang sọc hết luôn cả nhà. Đó. Ở đây nè là cái dây nè. Cái dây ở đây thì Nhi may cái to bản cái sợi dây là thấy không? Đó, to bản sợi dây xong rồi Nhi may thêm cái miếng trang trí lên trên đây. Cho nó im cho nó đẹp đó cả nhà. Đó, rất là đẹp luôn. Thành phẩm mới của Nhi mới vừa may xong đó cả nhà. Áo này là size L. Đây là cái lai nè. Lai rất là đẹp luôn đó cả nhà. Cả nhà nhìn cái con của nó nè. Khi mình mặc vô là áo đó, cái vải nó đổ xuống như vậy đó cả nhà. Rất là đẹp. Đây, Nhi sẽ quay sát xuống cái nhà xem nha. Cái vải rất là đẹp luôn. Vải đẹp lắm. Chữ N nè. Nhi hiểu chữ N nè. Ở đây Nhi chạy dứt dắt rồi cả nhà thấy không? Đẹp quá cả nhà. Đây Nhi sẽ cho cả nhà coi phía sau nha. Đây là phía sau nè cả nhà. Phía sau thì cái thân áo cả nhà nó ngắn hơn thân áo trước nha. Đây, thân áo sau nè, nó sẽ ngắn hơn thân áo trước nha. Đó. Đây là phía sau. Đây trên cổ nè cả nhà. Phía sau Nhi cũng giữ canh size luôn. Không. Đó, nách cũng giữ canh size luôn. Áo này đẹp lắm cả nhà ơi, cái này mặc sexy lắm luôn. Cái này mặc quần thun ôm ha. Ơi, ống rộng á, quần thừa quần quần jean ôm mà ống rộng á nhìn thôi thôi nó hấp dẫn. Hoặc là mặc chân váy chữ A cũng đẹp nữa cả nhà. Cái nhà Nhi đã mặc chưa thử cho cả nhà xem nè. Đó, cái áo này nó hơi rộng hơn Nhi chút xíu nha, nhưng mà mặc cũng thấy cũng đẹp lắm. Cái nhà cũng có eo á nè, thấy không? Nhi mới vừa may xong đó, giờ Nhi mặc chưa thử cho cả nhà xem đó. Đẹp lắm cả nhà nha. Phía bên đây là Nhi có cái chữ chữ E này thấy không? Đó. Ở đây nó có ly nè, chính giữa này cũng có ly nè. Ở đây Nhi cũng có ly nè, thấy không cả nhà? Còn ở đây cái dây nè. Ôi, da rất là đẹp luôn, vừa vặn luôn cả nhà ha. Đó, rất là đẹp. Đây, đó. Cái này thì hơi rộng với Nhi, nhưng mà Nhi chỉ mặc cho cả nhà xem kiểu thôi nha. Đó, rất là đẹp, sang lắm cả nhà. Cái này mặc váy ôm ha, váy chữ A, quần jean, đẹp lắm. Thấy mấy nhà đẹp không cả nhà? Quá sang luôn ha cả nhà. Ôi, đẹp lắm, chữ N nè. Cái màu này thì nó rất là nhu, nó không có nổi lắm. Cái nền thì màu kem, mà cái sọc này là màu đỏ, đỏ đậm, đỏ đô á. Nhìn rất là đẹp, dễ thương quá cả nhà ha. Nhìn mới vừa may xong đó đó. Cả nhà thấy đẹp thì cả nhà xem nhớ ủng hộ cho Nhi nha. Comment rồi chia sẻ cho Nhi với. Đó. Áo này thì dạng ở đây đặng như ship dúng ở đây đang cho những người ngực to á cả nhà. Ngực to họ mặc vô á nó thoải mái. Nhi thì Nhi hơi nhỏ con. Cho nên là cái áo này nó hơi rộng hơn với Nhi. Nhưng mà Nhi chỉ mặc cho cả nhà xem kiểu thôi. Vậy thôi Nhi xin bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Nhớ xem ủng hộ cho Nhi nha.